Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Trà là một loại trái cây có vị ngọt và có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, hệ thần kinh. Theo kinh nghiệm dân gian ở Tây Nguyên dùng quả làm thuốc chữa ỉa chảy và say rượu. Chữa viêm khớp. Trà là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp giảm viêm và kiểm soát các cơn đau ở cá, xê khớp. Ngoài ra, lượng kali và man cao trong trà là có hiệu quả trong việc duy trì sức mạnh của xương và giảm nguy cơ viêm khớp. Hỗ trợ chức năng hệ thống thần kinh, hàm lượng cao vitamin B và kali trong trà là có hiệu quả trong việc thúc đẩy các chức năng và sức khỏe của hệ thần kinh và giúp bạn ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Nhờ tác dụng chống tăng lipid máu, trà là cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn. Hàm lượng kali cao và hàm lượng natri thấp có hiệu quả trong việc điều chỉnh nhịp tim và giữ cho huyết áp trong tầm kiểm soát. Chữa nôn nao, khó chịu do say rượu, trà là có tác dụng trong hỗ trợ giải độc và giải phóng các độc tố từ gan do uống rượu quá mức, do đó nó có thể giúp làm giảm triệu chứng của say rượu. Tốt cho phụ nữ có thai, trà là có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu hữu ích cho cả mẹ và thai nhi. Loại quả này có thể giúp giảm táo bón, một vấn đề khá phổ biến trong thai kỳ, tăng cường các cơ tử cung giúp em bé chào đời dễ dàng hơn. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu, thiếu sắt là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thiếu máu. Hàm lượng sắt cao trong quả trà là giúp hỗ trợ sản xuất hemoglobin để điều trị bệnh thiếu máu. Hơn nữa, trà là rất giàu vitamin C có vai trò quan trọng trong việc hấp thu sắt của cơ thể. Điều trị táo bón, trà là rất giàu chất xơ hòa tan, có thể giúp làm mềm thức ăn trong đường ruột và thúc đẩy nhu đờ. Ống ruột khỏe mạnh. Tăng cường năng lượng, trà là giàu các loại đường tự nhiên như sucrose, fructose và gluco, do đó, nó sẽ cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng tức thời và đem lại sức sống cho bạn bất cứ khi nào bạn cần. Gạch chéo chấm.